trăm năm biết có duyên gì, giang chuân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly tan. Hôm nay chúng kia em giới thiệu với anh em đam mê một chiếc QT88 xám nhá, với rất đẹp, rất hoàn hảo. Đôi tem cửa là tem zin của nhà sản xuất, tem loa thì em mới dán vào nha anh em nhé. Tất cả là hoàn hảo, cả thu lẫn phát nha anh em nhé, rất đẹp ạ. Một cánh thì còn tiến người xa, 12 bên nước thanh thang, từ đây đôi néo quan san, không cho đời bạc trắng. Các trừng phạt những công dân thường của nước Nga là một động thái nguy hiểm, bởi dù có đối đầu ra sao thì châu Âu và Nga thì cũng đã và đang tồn tại bên cạnh nhau cả ngàn năm nay và cũng sẽ không thể cắt đứt toàn bộ quan hệ trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Dũng đã chia sẻ những thông tin vừa rồi.